ở chữ ta. Đấy là phân biệt ngay từ đầu là phải biệt âm và chữ. Âm là nói, chữ là viết. Cái chữ là cái âm nói ra là tự nhiên hàng ngàn năm nay rồi. Còn cái chữ là sau này mới có. Kê, cười kê, chạy ca e, ca sao e kê được. Thật không là không thể tin nổi. Trước hết là không can thiệp vào việc học của con. Kệ con học ở trường như thế nào. Tôi là phụ huynh của học sinh nè. Tôi nói theo cái cách chữ Việt ngày xưa đó với những người giáo sư mà cải cách tiếng Việt như ông, chứ không phải mà hiện tại như ông là vuông tròn tròn vuông đâu nha. Chúng tôi bỏ tiền ra cho con chúng tôi ăn học, chúng tôi phải giám sát con cho chúng tôi. Mà ông kêu là kệ nó đi, nó học trong nhà trường gì đó kệ nó. Chúng tôi bỏ tiền ra cho con cho chúng tôi ăn học, chúng tôi phải giám sát nó để biết nó học như thế nào, cái chữ như thế nào như ngày xưa hay không. Chứ không phải mà kiểu vuông tròn tròn vuông như ông bây giờ. Giáo sư gì nói chuyện như... không theo cái cách của mình, không theo trình độ của mình mà áp đặt trẻ con hiện tại. Cho nên trẻ con về nhà là bố mẹ có thắc mắc có nói với tôi như này, học theo kiểu của thời đại không giúp được trẻ con. Tôi cần gì các vị giúp? Tôi cần gì các vị giúp? Ảo chó, xe ảo chó.